chúng ta sẽ khám phá các phố cổ của thành phố Nam Định các bạn nhé. Ta đang quay ở làng đường Hai Bà Trưng các bạn nhé. Ta sẽ vào khám phá ngõ Văn Nhân các bạn nhé. Ngõ rất là cổ. Nằm sâu trong ngõ, ngõ cũng rất là nhỏ các bạn, giống như trên Hà Nội vậy, giống như trên phố cổ Hà Nội các bạn, ngõ rất là nhỏ, chỉ một hai xe máy tránh nhau cũng khó các bạn. Chúng ta sẽ quay ra đường Hoàng Hoán Thụ các bạn, các bạn có thể thấy một ngôi nhà quầy thuốc của công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Nam Định nha các bạn, có thể thấy rất là cổ. Cái tòa nhà này chắc là xây dựng cách đây khoảng 70-80 năm rồi các bạn. Kiến trúc rất là cổ các bạn. Ta sẽ qua đường Lê Hồng Phong các bạn. Đây là đường Lê Hồng Phong các bạn nhé. Đây là trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến các bạn. Các bạn có nhìn thấy là ngôi trường của họ được xây dựng cách đây rất là lâu rồi. Các bạn có thể thấy là cái nhà chính của trường Nguyễn Khuyến được xây theo phong cách cổ và cũng có từ rất lâu đời các bạn.
các em học sinh hôm nay là thứ bảy nhưng mà vẫn đang miệt mài học tập các bạn. Phía tay phải thôi là công viên Vị Xuyên các bạn. Ta đang đi vào đường Mạc Thị Bưởi. Ta vừa đi
khám phá một số tuyến phố cổ của thành phố Nam Định. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.